កន្លងមកគូស្នេហ៍ហើយនឹងគូស្វាមីភរិយាភិជាច្រើនប្រហែលជាធ្លាប់រួមភេទនៅពេលយប់ច្រើនប៉ុន្តែធ្លាប់ដឹងតែថាបើរួមភេទនៅពេលព្រឹកវិញអាចថាប្រយោជន៍របស់វាយ៉ាងសម្បើមហ្មងទៅដល់សុខភាពទាំងពីរនាក់តែម្ដងពលគឺអ្នកជំនាញខាងផ្លូវចិត្តវិជ្ជាបណ្ឌិតខាងចិត្តវិទ្យានឹងគាត់ប្រាប់ថារួមភេទនៅពេលព្រឹកមានប្រយោជន៍ដល់កោសិកាខួរក្បាលអរម៉ូនភេទផ្លូវចិត្តហើយនឹងផ្លូវអារម្មណ៍ទៀតផង ប្រហែលជាមនុស្សភាគច្រើនមិនសូវបានជាធ្លាប់រួមភេទនៅពេលព្រឹកនោះទេជាពិសេសគឺស្វាមីភរិយាអីដែលសារតែពេលព្រឹកហ្នឹងគាត់បញ្ញាគាត់មានកូនគាត់បញ្ញាទៅធ្វើការបំពេញកាតព្វកិច្ចអីចឹងទៅហើយគាត់គិតថាពេលយប់គឺល្អព្រោះជាពេលសម្រាកហើយវាល្ងិតផងប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងផ្លូវភេទណាវាជាបណ្ដឹងតាមមីនែលសិនគាត់ជាអ្នកឯកទេសខាងផ្លូវភេទផងគាត់ជាចិត្តវិជាផងហើយគាត់បានសិក្សាជាច្រើនរកឃើញថាការរួមភេទនេះមានអត្ថប្
ទឹកដោះគោម៉ាសារបស់ប្រទេសបារាំងមានរសជាតិឆ្ងាញ់សម្បូរទៅដោយកាល់ស្យូមនិងវីតាមីនសម្រាប់សុខភាពទឹកដោះគោម៉ាសារបស់ប្រទេសបារាំងតាំងពីឆ្នាំ1908ជាម្សៅទឹកដោះគោគុណភាពខ្ពស់ផលិតនិងវេចខ្ចប់ក្នុងប្រទេសបារាំងធានាគុណភាពល្អ 100%ទឹកដោះគោម៉ាសារបស់ប្រទេសបារាំងមានរសជាតិឆ្ងាញ់សម្បូរទៅដោយកាល់ស្យូមនិងវីតាមីន D ដែលមានសកម្មភាពនៅក្នុងការថែរក្សាឆ្អឹងជាកម្លាំងដ៏សំខាន់សម្រាប់ជីវិតដែលអាចទទួលទានបានទាំងវ័យក្មេងរហូតដល់មនុស្សចាស់រីជីលេជារូបមន្តតែមួយគត់សម្រាប់ឆ្អឹងរឹងមាំសិនជាការរំភើបនៅពេលព្រឹកនេះបើអញនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍វាក៏ច្រើនមិនធម្មតាដែរទាំងផ្នែកអរម៉ូនភេទទាំងសម្រស់ទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តពោលគឺគណ
miền vị trí đất tam mi Nelson đã chỉ nét chấm ní ai cái tay hang phơi phơi nắng chặt vị trí bàn đang hai vị miền anh tháp bây giờ lơ nắng tiệt cả đường phơi nó bay bắc mình khó ai pi hạt pran cũng được mình sống từ thôn để đại vị trí ở muốn cái đây sóc chân mà cái bàn chân để thua ở ngay thay được bỏ bóng ổn nữa cứ miền phía bên kia hàng miền cái đây sóc bàn chân cái thua sẽ cam ở phía đường phơi đầm phơi bắc có chui ở sóc phía bên cay tiếng mồ lo chương muốn tạm bệ vị trí xa phong đại hai lớp pin tiệt đó chỉ tôi tới cũng được hormone testosterone đại chỉ hormone phết nâng cao lang khắp buôn được bay bắc đại chỉ muốn là hết dương cắt sủng qua khơi ha bật đập phết bỏ bỏ đó là người rừng được bay bắc nâng ai hay chưa rồi mình chưa viên nâng phơ aoi đại cụ so với phải nhớ ri ri chương muốn miền cái đây sóc chương muốn tiếng phơ à rắm nâng sóc cái phía bên cái mua muôn chương muốn phong đại chưa biết xét cứ à tra trong quạt bé đông đa là ở chương muốn hai thoáng chấm nói nít nè chấm nhìn của anh bắt đang mắc đại tha bơ ở chưa bông bồn ai xạ mờ bà hãy bông bồn với tài vô nhà nè đấy chấm buộc cứ so với phải nhớ cắt hàng ca đồng phết nâng bay bắc đấy à tới rồi té bà dễ bị thả bây giờ cứ ban đang tham học sóc cái phía phơ cái phơ chất phơ à rắm phía bên dưới cái đây sóc cứ sơn là à tụ ban bị ca đồng phết nâng bay bắc nít tạm đó cả vô chẳng nào ăn bánh chay mặt tệ nơi không cầm mật khăn cắm hay xôm chả mơ tận ở kia thang tháo bông ôn nâng cật chẳng nào đại hay cái bên này bản thân gì bông ôn nơi miền trung ngõ và thái mà đường miền trăng sơn đồng bộ ấy chỉ bật thiên là bọn nút ai cầm mật khăn cắm bàn admin đang sao chiều chút hay bật lật chiều video và tàu tiền chẳng xôm ở con xôm chụp được nít chụp kia nơi video cắm nơi không cầm vị thị be healthy nơi healthy Cambodia có đôi youtube channel là healthy Cambodia